chiếc áo dài rất đơn giản. Nếu cô mỉm cười với những người quen biết tình cờ gặp trên đường, thì nụ cười riêng tư đó cũng rất kín đáo. Một bà hoàng cũng có thể cười như thế. Cô không đi dạo từ ngã tư đến cổng vào Cham Elysee, như những người bạn cô vẫn đi từ xưa đến nay. Hai con ngựa nhanh chóng đưa cô đến khu rừng. Ở đó cô bước xuống xe, chậm rãi đi bách bộ trong khoảng 1 giờ, rồi lại lên xe trở về nhà với đôi ngựa phi nước đại. Những cảnh mà đôi khi tôi được chứng kiến giờ lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi thương xót cái chết của người con gái đó, không khác nào người ta thương tiếc sự tàn phá hoàn toàn một công trình đẹp. Thực vậy, không dễ gì có thể tìm thấy được một nhan sắc đẹp mê hồn như sắc đẹp của Marguerite. Người cô cao và mảnh dẻ, gần như hơi